Hi, chào các bạn, lại là Thượng Đây. Hôm nay chúng ta cùng ăn ốc cao nha. Ốc cao luộc sả, còn gọi là ốc cà na mấy bạn. Ốc này ăn rất là ngon luôn. Mời các bạn. Wow. Cái này mà mình luộc vừa chín tới á thì nó sẽ dít được cái ruột ra, còn nếu mà bạn chín quá thì sẽ không lấy được cái ruột ra, rất là hấp dẫn nha. Hấp dẫn chưa? Nguyên cái ruột luôn nha mấy bạn, rất là ngon. Làm con nữa đi. Cái cây này nó không có được nhọn lắm cho nên là khó dít. Hôm nay thường sẽ ăn với muối ớt Kim Quốc và muối ớt xanh. Mời các bạn. Nguyên con này. Đây này đã có cây tăm rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Ốc cao này thì ở gần ở vùng sông cửa biển mấy bạn có ha. Thường thì ở gần sông cho nên là cũng gần khá gần cửa biển cho nên là tới mùa thì hay ăn ốc này lắm luôn á. Thịt nó ngọt thơm, nó không có tanh. Có nhiều loại ốc ăn tanh tanh lắm, cái này ăn rất là ngon. Cái xương hàm thường giống như là hơi nó trẹo trẹo hay sao mấy bạn, nhai hơi cục cục. Còn con ốc này là con ốc bông gì á thường cũng không có rành lắm, ăn cỡ sao. Ốc này thì ấy giờ thường chưa ăn. Thơm. Cũng ngon. Ăn một con thì sẽ không có đã, thì mình sẽ lễ nhiều con. Ăn một lần nó đã hơn. Wow, nguyên cái ruột luôn. Ốc này mấy bạn á, bắt nước sôi lên, bỏ sả ha. Ốc này mấy bạn bắt nước với sả lên cho nó sôi hen, rồi mấy bạn chế đổ cái ốc vô, mấy bạn khuấy tới khuấy luôn cho nó sôi bùng lên, khuấy dài dòng là tắt bếp được rồi ha. Như vậy thì nó sẽ lấy được nguyên cái ruột con ốc luôn, rất là ngon. Còn mấy bạn luộc chín quá thì nó sẽ không lấy được cái phần nguyên con ốc. Ốc như thế này là còn nhỏ nha mấy bạn. Con này bị đứt đuôi. Thường thường á là ốc bự hơn nữa. Cái size của nó bự lắm. Gấp 3 lần con này có luôn á. Mấy con ốc đó là ăn rất là tuyệt vời luôn. Wow. Từ từ. Mình sẽ lấy cái mài của nó ra. Cái mài úp ở cái miệng á. Thank you.
Mấy bạn ở vùng biển thì thường có nhiều loại hải sản để ăn, hay còn thường thì cũng không có gần lắm, thường ở gần cửa sông, gần cửa biển thôi, cũng hơi xa xa. Nên là thỉnh thoảng thì người thấy người ta bán thì mua thôi, chứ không có được mà giống như cái kiểu mà mấy bạn. Chúng ta xoắn theo cái đường xoắn ốc như thế này thì sẽ dễ ra cái ruột của nó hơn các bạn. Cái phần này nè, như cái gạch của nó rất là béo luôn á, rất là ngon. Mấy bạn luộc mà để đứt đi phần này á là uổng lắm á. Ốc này mình không biết ở mấy chỗ khác có không, mình ở Gò Công, ở Tiền Giang, cho nên là mấy bạn nào ở Gò Công, Tiền Giang chắc là biết cái loại ốc này, còn mấy chỗ khác thì thường không biết có không, nhưng mà thường nghĩ chắc có á. Ngon lắm nha. Con này khó quá. Ở gió thường thì cũng có một vài cái loại ốc, có con ốc đắng gì mấy bạn. Ủa, con này đứt đuôi à. Thì con ốc đó ăn nó the the, thường ăn thử thì thấy nó the the rồi, cho nên là the cái miệng, ăn cũng ngon nhưng mà ăn rồi thì cái miệng cảm giác như hơi tê tê, lạ lạ lắm. Để có gì thường ăn ha, thường làm video cho mấy bạn xem. Con này sao cứng quá. Chấm một miếng nước chấm. Thật ra thì thường thường hay ăn ốc với cái món mà muối ớt chanh, chứ nhưng mà hôm nay cũng hơi gấp gấp nên là thường không có đâm muối ớt chanh, mà thường sử dụng cái muối ớt Kim Quốc và muối ớt xanh này mua sẵn ở trong cửa hàng muối ớt xanh á. Ăn cũng khá là ổn. Đứt rồi. Bữa nay là thường đi đưa con đi học về thì thấy cái cô đó bán ốc rất là tươi, còn sống không luôn mấy bạn, cho nên là thường mua về ăn. Nhưng mà uổng một cái là ốc hôm nay là xay không có lớn, xay nhỏ, nhưng mà giá cũng hơi bị mắc, tại vì cô nói là ốc cao mùa này đó nó mắc, chắc là do ít hay sao á, chứ thường thường ốc này là không có mắc. Ốc nhỏ nhỏ vậy à, vài 30 ngàn, còn hôm nay là tới 60 luôn, ra gấp đôi. Thế cô bán nói là người ta bán tới 100 mấy chục ngàn luôn á, mà thường cũng không biết nữa, tại vì cũng lâu rồi không có ăn. Mấy con nó bị thụt cái ruột. Hang ốc này hơi lâu ha, nhưng mà được cái là nó rất là ngon.
viên cà rốt. Thường thích ăn cái kiểu này nè. Tức là mấy bạn sẽ dít da mọc sâu ruột luôn. Thật là nhiều ruột rồi mấy bạn ăn một lần. Ừ, nó đã. Một con ốc bông nhỏ. Ốc này mấy bạn có thể xào tỏi, mấy bạn xào sa tế hay là xào chém mỡ hành mấy bạn. Ủa đúng rồi, ốc này mấy bạn có thể xào tỏi hay là xào me, ngon luôn. Đứt đuôi này. Ốc bông. Ốc bông ăn có vẻ là có hương vị mặn mà, đậm đà hơn các bạn. Có cái mùi hơn, mùi thơm hơn.
Hôm nay Thượng up tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Thượng. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.